Xin chào tụi con. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái bài tọa độ trực tâm và tọa độ chân đường cao. Thì trước khi vào bài tập cụ thể thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm những bài này như thế nào để chúng ta nắm và sau đó chúng ta bắt chước thực hành theo. Đầu tiên á, là bài toán liên quan tới chân đường cao. Giả sử trong bài này đặt tọa độ chân đường cao của tam giác ABC kể từ A, thì thầy kể từ A xuống vuông góc với BC. Giả sử là tại điểm M thì chúng ta sẽ lưu ý nè một số kiến thức nè. Trước hết bài toán này thì chúng ta sẽ gọi M là chân đường cao kể từ A, hiển nhiên là xuống cạnh BC. Thì dạng toán này tụi con phải làm được những cái gì để chúng ta nhớ? Bước 1 là tụi con phải viết được phương trình tổng quát. Viết phương trình tổng quát của cạnh BC là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm B và C. Thì chúng ta thấy là phương trình tổng quát thì trước hết tụi con sẽ chọn điểm đi qua, chọn điểm đi qua. Như vậy chọn điểm đi qua trong bài này chính là chọn điểm B hoặc điểm C đều được nha. Và lưu ý đây là phương trình tổng quát thì chúng ta phải có vectơ pháp tuyến. Nhưng mà đối với dạng toán đi qua hai điểm thì vectơ chúng ta trực tiếp chính là vectơ chỉ phương. Thì bài này phải có vectơ chỉ phương chính là vectơ BC. Sau đó tụi con sẽ đổi cho thầy thành vectơ pháp tuyến bằng cái cấu trúc là đổi vị trí và đổi dấu một một chỗ. Đổi thành cho thầy vectơ pháp tuyến. Rồi sau đó chúng ta ráp công thức phương trình tổng quát là được phương trình cạnh BC. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ viết cho thầy phương trình tổng quát đường cao AM. AM thì AM là đường cao thì nó dễ hơn rất nhiều so với chúng ta viết cạnh BC. Là thứ nhất, hiển nhiên nó đi qua điểm điểm A. Và AM là đường cao nên nó vuông góc với cạnh BC, hay nói cách khác là vectơ BC vuông góc với AM. Do đó mình có trực tiếp luôn tụi con. Mình có trực tiếp vectơ pháp tuyến của AM chính là vectơ BC. Tụi con thấy vectơ BC được sử dụng hai lần. Ở trên đây á, BC là chỉ phương rồi chuyển thành pháp tuyến. Còn ở dưới đây á, BC lấy luôn là vectơ pháp tuyến cho cái cạnh đường cao AM, cho đường cao AM. Như vậy chúng ta cũng ráp được phương trình đường thẳng AM. Và sau đó chúng ta có một sự lập luận, đó là gì? M là giao điểm của AM với BC. Nên suy ra tọa độ của điểm M là nghiệm của hệ phương trình sau. Hệ phương trình chính là hai cái phương trình đường thẳng mà tụi con mới làm xong, chúng ta đưa nó vào trong cái hệ phương trình. Và lưu ý nè, khi chúng ta ráp thằng trên cái dạng là ax cộng bi cộng c đi tụi con ha, và ở dưới chúng ta ráp cái dạng là a phẩy x cộng b phẩy y cộng c phẩy bằng 0. Nhưng chúng ta lưu ý khi chúng ta đưa vào cái ráp của việc bấm hệ phương trình là chúng ta phải có sự chú ý, đó là mình phải chuyển cái chữ c qua thành trừ c, và chỗ này cũng vậy, thầy cũng chuyển cái c phẩy qua thành trừ c phẩy. Rồi sau đó chúng ta bấm máy. Bấm máy để chúng ta giải ra, xy, và chính là tọa độ của điểm M đang cần tìm. Và kết luận
Như vậy đây là thầy đang tóm tắt lại cái dạng toán này cho tụi con đối với dạng toán viết phương trình đường trong đường cao kể từ A. Lưu ý nha. Còn nếu mà cái dạng đầu tiên là dạng tụi con cũng là dạng toán này mà thầy dạy bằng cái phương pháp tích vô hướng thì chúng ta cũng phải nếu chúng ta hiểu cách đó rồi thì chúng ta áp dụng cũng được ha. Bây giờ thầy sẽ giải cụ thể với ví dụ trong bài này. Với 3 điểm ABC người ta cho đó là điểm A tọa độ 51, điểm B tọa độ -24 và điểm C tọa độ -11 nha tụi con. Rồi. Thì bây giờ thầy trình bày bài bản như sau. Gọi M là chân đường cao kẻ từ A theo đề bài yêu cầu. Được chưa? Có nghĩa là AM vuông góc với cạnh BC tại M, rõ ràng chúng ta tại M. Rõ ràng cho chúng ta hiểu. Rồi, bây giờ tiếp tục thầy sẽ đến với cấu trúc bài này. Thầy viết cạnh BC trước. Chấm hai chấm. Thầy có đi qua điểm B. Điểm B trong bài này có tọa độ là -2, 4. Được chưa tụi con? Và hãy tính vector BC là chính là vector chỉ vuông. Vector BC của chúng ta tính ra được kết quả lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B là thầy lấy -1 trừ -2 là 1. Thầy lấy 1 trừ 4 là -3. Rồi sau đó chúng ta chuyển thành vector pháp tuyến của cạnh BC thầy ký hiệu là NBC ở dưới. Đổi vị trí và đổi dấu một chỗ thầy được là 31. Vậy thầy ráp thành phương trình tổng quát BC như sau. Chúng ta thật sự phải lưu ý với thầy nha. Đây là dạng toán mà chúng ta ráp phương trình cho nó nhanh chứ không cái ráp theo kiểu là A mở ngoặc x trừ x0 cộng cho B mở ngoặc y trừ y0 nữa, mà chúng ta ráp theo kiểu là hoành độ vector pháp tuyến là 3, tụi con gắn với chữ x, tung độ vector pháp tuyến là 1 gắn với chữ y, xong nha. Rồi chúng ta lấy cái điểm đi qua nè, -2 nè, chúng ta thay vô chữ x nè, và 4 nè, chúng ta thay vô chữ y nè, tính ra được bao nhiêu. Rồi sau đó chúng ta phải đổi dấu và chúng ta ráp công thức kết quả và thầy tính ra được nè, 3 nhân cho -2 là bằng -6 cộng cho 4 là bằng -2 và thầy sẽ đổi dấu thành cộng 2 cho nó nhanh nha tụi con. Trình bày như vậy cho nó chuẩn. Tiếp tục chúng ta tới viết phương trình cạnh AM. AM thì thầy có như sau. Hiển nhiên nó sẽ đi qua điểm A. Điểm A có tọa độ là 51 và vector pháp tuyến của nó trực tiếp chính là vector BC luôn. Chúng ta xài luôn, không cần phải tính nữa. Nên khi chúng ta tính BC ở trên phải thật là chính xác để không bị sai. Và thầy ráp ra phương trình AM như sau. X gắn với số 1, trừ 3 gắn với y. Và điểm đi qua của thầy là 51, thầy thế vô 51 là 3 trừ 3, 5 trừ 3 là bằng 2. 2 thì thầy phải đổi dấu là trừ 2 bằng 0. Xong. Bây giờ chúng ta tới ta có M là giao điểm của AM với cạnh BC nên suy ra tọa độ của M là nghiệm của hệ hệ chúng ta. Nhớ lưu ý phải chuyển vế con số tự do qua ở cuối cùng thành đầy -2. Thấy không tụi con? Và cái này là x trừ 3y bằng 2. Và chúng ta bấm máy tính hệ phương trình giải ra được kết quả. Để thầy bấm nhanh nhanh nha. -3, 1, -2, 1, -3,
2. Kết quả ra x là trừ 2 phần 5, y là trừ 4 phần 5. Như vậy tọa độ điểm M chân đường cao trong bài này chính là trừ 2 phần 5 hoành độ và trừ 4 phần 5 tung độ. Như vậy cái giải toán này là tụi con coi kỹ lại với thầy một chút xíu nha. Rồi, thầy chào tụi con, chúc tụi con cố gắng hiểu kỹ bài này để làm bài kiểm tra điểm cao nếu nó ra dạng chân đường cao.